Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi đã tới Beirut, Liban để họp với các quan chức nước này. Chuyến thăm của ông diễn ra 3 ngày sau vụ tấn công mới nhất của Iran nhằm vào Israel, một sự leo thang nhanh chóng đe dọa đẩy khu vực này đến gần hơn với một cuộc chiến tranh toàn diện. Nếu chính quyền Israel thực hiện bất kỳ bước đi hoặc biện pháp nào chống lại chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn lần trước. Ông Arachi phát biểu sau khi gặp Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri. Trước đó, Iran đã phóng tên lửa vào Israel để trả đũa cho vụ giết hại các nhân vật cấp cao của Hezbollah, Hamas và quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran của Israel, bao gồm cả thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và các cuộc tấn công leo thang ở Liban. Arachi cho biết sự hiện diện của ông tại thành phố đang bị ném bom là dấu hiệu cho thấy Iran ủng hộ Hezbollah và bày tỏ sự ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Liban, tùy thuộc vào lệnh ngừng bắn đồng thời của Israel tại Gaza. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực ngừng bắn với điều kiện đầu tiên là quyền của người dân Liban bằng được tôn trọng và được lực lượng kháng chiến Hezbollah chấp nhận. Và thứ hai là phải đồng thời ngừng bắn ở Gaza, ông nói. Arachi cho biết các cuộc tấn công của Iran và Israel là hành động tự vệ hợp pháp dựa trên hiến trương Liên Hợp Quốc. Không giống như Israel nhắm vào các khu dân cư, chúng tôi chỉ tấn công các trung tâm quân sự, ông nói. Chúng tôi không có ý định tiếp tục các cuộc tấn công trừ khi Israel chọn tiếp tục các cuộc tấn công của mình. Trước đó cùng ngày, tại thủ đô Tehran của Iran, lãnh tụ tối cao nước này, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã chủ trì buổi cầu nguyện ngày 4 tháng 10 và có bài phát biểu ca ngợi cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của nước này vào Israel và cho biết Iran đã chuẩn bị nhiều cuộc tấn công hơn nếu cần. Ali Fadavi, phó tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đồng tình với quan điểm này và cảnh báo rằng Iran sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả các nguồn năng lượng, nhà máy, nhà máy lọc dầu và mỏ khí đốt của Israel. Hãng thông tấn bán chính thức mẹ của Iran trích dẫn lời Fadavi cho biết, Israel có 3 nhà máy điện và một số nhà máy lọc dầu và chúng tôi có thể tấn công chúng cùng một lúc một ngày trước đó iran đã gửi cho đồng minh thân cận của israel là mỹ một thông điệp gián tiếp qua qatar nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của israel vào iran cũng sẽ gặp phải phản ứng phi truyền thống bao gồm cả việc nhắm vào cơ sở hạ tầng của iran các cuộc không kích của israel vào liban đặc biệt là ở các vùng ngoại ô đông dân phía nam của thủ đô vẫn tiếp tục một ngày trước đó, lực lượng Israel đã tấn công khu vực này. Người dân mô tả vụ nổ là cuộc tấn công dữ dội nhất từ trước đến nay vào Beirut. Quân đội Israel cho biết vụ tấn công ở Beirut đã giết chết Mohammad Rajiv Sakafi, giám đốc truyền thông của Hezbollah. Hezbollah vẫn chưa xác nhận. Theo Bộ Y tế Công cộng Liban, Israel đã tiến hành các cuộc không kích chết người ở Beirut và trên khắp cả nước trong gần 2 tuần, khiến hơn 1.900 người thiệt mạng và buộc hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Israel cũng đã cắt đứt cửa khẩu biên giới chính giữa Liban và Syria dành cho những người chạy trốn khỏi cuộc ném bom của Israel, bao gồm cả những người tị nạn Syria dễ bị tổn thương. Israel tuyên bố họ nhắm vào cửa khẩu này vì nó được cho là được Hezbollah sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự qua biên giới. Trong khi đó, quân đội Israel đã chiến đấu với các chiến binh Hezbollah ở phía Nam kể từ khi họ cho bộ binh tiến vào lãnh thổ Liban. Israel cho biết 250 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng ở phía nam Liban cho đến nay. Mặc dù Hezbollah chưa xác nhận, nhưng họ cũng đã nhận trách nhiệm tấn công và gây thương vong cho binh lính Israel. Các quan chức Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cam kết sẽ đáp trả hai đợt tấn công tên lửa của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yagalan cho biết quân đội có nhiều bất ngờ hơn trong kho vũ khí của chúng tôi. Theo các phương tiện truyền thông Israel, Ông cho biết hoạt động quân sự ở Liban sẽ tiếp tục cho đến khi loại bỏ các phương tiện chiến đấu. Làn sóng tấn công mới diễn ra sau khi Israel ra lệnh cho người dân sơ tán khỏi các thị trấn và làng mạc ở miền nam Liban, bao gồm cả khu vực mà Liên Hợp Quốc tuyên bố là vùng đệm sau khi Israel và Hezbollah tiến hành cuộc chiến kéo dài một tháng vào năm 2006. Quân đội Mỹ cho biết ngày 4 tháng 10 họ đã thực hiện 15 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến các chiến binh Houthi ở Yemen, sau khi nhóm này tấn công các mục tiêu của Mỹ để bày tỏ sự ủng hộ Hamas và Hezbollah. Lực lượng từ Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, CNTCOM, Bộ Chỉ huy Quân sự chịu trách nhiệm về các lực lượng Hoa Kỳ ở Trung Đông, đã tiến hành các cuộc không kích vào 15 mục tiêu của Houthi tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen do Iran hậu thuẫn hôm nay, họ cho biết trên X vào thứ Sáu ngày 4 tháng 10. Bốn cuộc không kích nhắm vào Sana'a và bảy cuộc tấn công vào Hodeida, theo kênh truyền hình Al-Masira do Houthi điều hành các cuộc không kích ở Honida đã tấn công sân bay và khu vực Kathip, nơi có một căn cứ quân sự do Houthi kiểm soát, Al Masira cho biết. CNTCOM cho biết trong bài đăng trên X rằng những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho vùng biển quốc tế an toàn hơn và an ninh hơn cho các tàu của Hoa Kỳ, Liên minh và tàu buôn, đồng thời nói thêm rằng các cuộc không kích diễn ra vào khoảng 1400 GMT. Hãng thông tấn Associated Press, trích dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ giấu tên, cho biết các cuộc không kích nhắm vào các hệ thống vũ khí, căn cứ và các thiết bị khác thuộc về Houthi, Al-Masira không nêu chi tiết về bất kỳ thiệt hại hoặc thương vong nào, cho biết Vương quốc Anh cũng tham gia vào các cuộc tấn công. Nhưng Bộ Quốc phòng Anh đã phủ nhận hoàn toàn mọi sự liên quan đến các cuộc tấn công, theo một quan chức đã nói chuyện với văn phòng Al Jazeera tại London. Washington đã nhiều lần tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen kể từ tháng 1 để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này vào tàu thuyền ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Người Houthi đã thực hiện gần 100 cuộc tấn công vào các tàu băng qua Biển Đỏ kể từ tháng 11. Họ đã đánh chìm hai tàu, bắt giữ một tàu khác và giết chết ít nhất 4 thủy thủ người Houthi cho biết các cuộc tấn công của họ đã làm gián đoạn giao thông hàng hải trên tuyến đường thủy quan trọng toàn cầu, nhắm vào các tàu có liên kết với Israel và nhằm mục đích thể hiện sự đoàn kết với người Palestine và phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza. Bây giờ, khi xung đột giữa Israel và Hezbollah, một nhóm khác được Iran hậu thuẫn, leo thang với các cuộc tấn công của Israel khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng ở Lebanon, người Houthi cũng đang yêu cầu Israel ngừng tấn công tại đó. Yemen sẽ không bị ngăn cản, Israel cũng đã tấn công Yemen bằng các cuộc không kích của Israel vào Hodida vào tháng trước, giết chết ít nhất 5 người sau khi nhóm này tuyên bố đã nhắm vào sân bay Ben Gurion của Israel bằng một tên lửa. Các cuộc không kích mới nhất diễn ra một ngày sau khi Houthi tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào theo AV. Quân đội Israel cho biết họ đã chặn được một mục tiêu trên không đáng ngờ ngoài khơi miền Trung Israel vào đêm qua mà không đưa ra thêm thông tin chi tiết. Các cuộc tấn công cũng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Houthi đe dọa leo thang các hoạt động quân sự nhắm vào Israel sau khi họ dường như đã bắn hạ một máy bay không người lái của quân đội Mỹ bay qua Yemen. Và chỉ tuần trước, nhóm này đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công nhằm vào các tàu chiến của Mỹ. Phiến quân đã bắn hơn nửa tá tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình chống hạm và phóng hai máy bay không người lái vào ba tàu của Mỹ đang di chuyển qua eo biển Bab al Mandeb, nhưng tất cả đều bị các tàu khu trục của hải quân chặn lại, theo một số quan chức Mỹ. Hàng nghìn người đã xuống đường ở Sanaa hôm 4 tháng 10 để bày tỏ sự đoàn kết với người Palestine và người dân Lebanon trong bối cảnh các cuộc tấn công dữ dội của Israel. Hành động xâm lược thủ đô và các tỉnh của Yemen sau các cuộc tuần hành đoàn kết với Lebanon và Gaza là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm khủng bố người dân của chúng tôi. Quan chức Houthi Hassem Saraf Anzin nói với al Yemen sẽ không nao đúng trước những cuộc tấn công này và sẽ tiếp tục kiên định đối đầu với kẻ thù bằng tất cả sức mạnh của mình. Số lượng đầu đạn hạt nhân mà Triều Tiên có thể sản xuất là đề tài luôn thu hút sự quan tâm lớn từ. Báo chí quốc tế ước tính Triều Tiên có đủ nguyên liệu để sản xuất số lượng khoảng 90 đầu đạn hạt nhân nhằm trang bị cho các tên lửa đạn đạo và hành trình của riêng mình nhận định nói trên trên được hãng thông tấn Anh Reuters đăng tải sau khi tham khảo một nguồn tin giấu tên bên trong cơ quan tình báo Hàn Quốc. Nguồn tin cho biết, theo số liệu thống kê, có khả năng cho đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên đã sản xuất được 50 đầu đạn hạt nhân và có kế hoạch tăng số lượng lên 90 đơn vị trong vòng một vài năm tới. Đáng chú ý là hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA mới đây đưa tin và đăng tải một vài bức ảnh ghi lại chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới một nhà máy làm giàu uranium của nước này. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, cần đạt được sự thay đổi nhanh chóng và tự tin hơn trong cuộc đấu tranh, nhằm duy trì lâu dài và tối đa hóa khả năng sẵn sàng ứng phó nhất quán của các lực lượng vũ trang, ông Kim Jong Un nói trong chuyến thăm cơ sở hạt nhân vào đầu tháng 9 năm 2024. Việc phô diễn năng lực hạt nhân quân sự của Triều Tiên liên quan trực tiếp đến hình ảnh nhằm thể hiện sức mạnh của đất nước, do vậy rất được chính quyền Bình Nhưỡng chú trọng trong thời gian qua. Cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định, động thái dày đặc của Triều Tiên xung quanh tên lửa đạn đạo tầm xa và vũ khí hạt nhân có thể liên quan đến cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Mỹ và Nhật Bản, từ đó thể hiện vị thế của nước này trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, còn là vấn đề uy tín quốc gia giữa bối cảnh tình hình kinh tế chưa khởi sắc, thậm chí còn bước vào thời kỳ khó khăn mới và các nguồn tài trợ chưa được đối lại. Trước đó, nhiều hãng thông tấn trong và ngoài nước cho biết, Triều Tiên thậm chí còn điều chỉnh đầu đạn hạt nhân chiến thuật Qua 31 để lắp trên tên lửa đạn đạo tầm ngắn và pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng lớn. Được giới thiệu vào tháng 3 năm ngoái, đầu đạn hạt nhân Qua 31 đã được thu nhỏ và tiêu chuẩn hóa, đủ để gắn vào tên lửa đạn đạo KN-23 và KN-24, thậm chí cả đạn 600mm của hệ thống pháo phản lực phóng loạt KN-25. Mặc dù số lượng đầu đạn hạt nhân mà Triều Tiên có thể chế tạo là rất ấn tượng, nhưng câu hỏi đặt ra hiện nay là công suất mà chúng có thể đạt tới. Đây là một khó khăn mà Bình Nhưỡng chưa chắc đủ khả năng vượt qua. Để đạt tới số lượng 90 đầu đạn hạt nhân, giới phân tích cho rằng chúng phần lớn là loại công suất nhỏ, đương lượng nổ chỉ ở mức 1, năm kinh tế, tương đương 1.000 đến 5.000 tấn thuốc nổ tình nguyện trẻ, mà thôi, tương đương cấp độ vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trong khi đó, mỗi đầu đạn hạt nhân chiến lược của các cường quốc nguyên tử hàng đầu như Mỹ, Nga hay Trung Quốc có thể đạt tới con số 1 MT, tức là tương đương 1 triệu tấn thuốc nổ tình nguyện trẻ. Với tình hình trên, vũ khí hạt nhân của Triều Tiên bị nhận xét chưa đủ khả năng tạo ra nguy cơ lớn cho các đối thủ, nhất là khi Hàn Quốc và Nhật Bản nếu được loại bỏ hạn chế, có thể thiết lập kho vũ khí nguyên tử quy mô lớn hơn nhiều.